anh cảm ơn hai chồng nha. Dạ. Dạ. Thì anh xin đại diện cho công ty gửi tặng em bó hoa hai vợ chồng. Thì anh xin cảm ơn hai chồng đã tin tưởng, ủng hộ anh cũng như là chọn chiếc xe Mercedes C300 này làm người bạn đồng hành trong thời gian sắp tới. Thì anh chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, nhiều sức khỏe cũng như là có một năm mới vạn sự như ý ha. Cảm ơn anh. Dạ. Xe C300 này thì anh được biết là em cũng nghiên cứu cũng rất là lâu, cũng như rất là kỹ, cũng như là cũng có đi xem thêm những cái hãng xe khác, chẳng hạn như là BMW cũng như là Audi. Thì không biết là tại sao là cuối cùng em lại chọn cái chiếc xe C300 MG, cũng như là lúc mà anh gặp em á, thì trong vòng khoảng chắc cũng khoảng tầm một ngày là em quyết rồi. Thì sự thì tại vì em cũng có buôn bán xe lướt, em cũng nói chung là xe em hiểu được 5-6 phần. Thì so sánh các hãng khác thì nói chung là C300 nó, cái option nó cũng gọi là ok so với mức tiền mình bỏ ra. Nên với lại em liên lạc với anh thì sale có tâm nên em chốt. Chứ thì sao em cũng liên lạc với các sale khác bên các hãng khác thì họ cũng nói chung là cũng hơi không có nhiệt tình lắm. Thì em liên lạc với anh nhiệt tình, với lại anh báo là có xe giao trước Tết này kia, anh thôi quyết định là chốt luôn. Tại vì hai vợ chồng cũng quyết định mua xe là cũng lâu rồi. Nên sẵn dịp rồi anh tư vấn này kia, mình thấy nó nói chung là hòa đồng, vui vẻ, nói chung là nhiệt tình, hỗ trợ nhiệt tình nên tụi em quyết định mua. Cảm ơn em nha. Dạ. Thì chiếc xe C300 này thì một chiếc xe mà anh cực kỳ yêu thích luôn. Bởi vì là cái thiết kế nè, anh thấy là nó cực kỳ trẻ trung, cũng như là rất là phong cách ha. Rất là phù hợp với lại hai vợ chồng nữa. Cũng như là cái chiếc xe C300 MG này hầu như là đầy đủ option đúng không? Rất dạ. Đầy đủ ha. Thì thôi bây giờ anh xin cũng xin cảm ơn em một lần nữa ha. Cảm ơn. Cảm ơn hai vợ chồng cũng đã tin tưởng anh, cũng như là ủng hộ anh. Dạ. Dạ. Thực ra cái này không phải rượu đâu, trái cây. Trái cây lên men có ga thôi. Thì hai cái chìa khóa này nó sẽ giống nhau hết ha. Em về em sẽ cất một chìa em sử dụng ha. Thì cái xe của em nó có tính năng keyless go, cho nên là chạm vào đây nó sẽ lóc cửa ha, chạm vào đây nó sẽ mở cửa. Thì cái tính năng mà gập gương tự động á, thì một lát anh sẽ vào anh chỉnh lại thì nó sẽ tự động gập vô đó. Nhưng mà mình giờ anh thấy không, lóc cửa nó sẽ chớp đèn lên à, rồi thôi. Còn nếu mà em muốn hạ kính xuống á, thì em bấm cái nút mở cửa em giữ luôn thì nó sẽ hạ kính, thì nó sẽ chạy cái sunroof ra trước rồi xong rồi nó mới hạ kính đó. Đó, lúc mà em đậu xe ngoài trời thì ở bên trong nó nóng quá thì mình phải hạ kính như thế này ha. Còn vô mình lên xe mình sẽ bấm cái nút. Nếu mà mình đi ra khỏi xe rồi mà em quên đóng kính này nọ đó, thì anh em có thể là chạm vào đây nó sẽ đóng kính lại cho em, hoặc là em có thể bấm ở trên cái chìa khóa này cũng được. Là ngưng ở đâu, kính ngưng ở đó. Ngưng đâu nó sẽ dừng ở đây đó. Em chỉ đá dứt khoát nhẹ nhàng thôi là nó sẽ ấy rồi, chứ không cần phải quét qua quét lại nữa. Dạ. À, thì bên trong cốp này nó anh sẽ có những cái đồ cho em nè, chẳng hạn như là dây để em sạc điện thoại, cũng như là để như kết nối Apple CarPlay nè. Dạ. Là cái hộp quà Mercedes-Benz tặng em, sách hướng dẫn sử dụng nó nằm ở đây ha. Dạ. Em có rảnh thì coi thêm. Dạ. À. Okay.
đây thì là đây là động cơ thì nó sẽ không khuyến cáo mình là rửa xe không có xịt nước vào trong này ha. Và cũng như là ở đây một cái chi tiết cực kỳ quan trọng, đây là cái boe, cái chỗ hút gió để đi vào động cơ thì nó nằm ở trên cao nhất có thể rồi, nhưng mà do là đường xá của mình ở Sài Gòn thì đôi khi là nó hay bị ngập mưa ha, thì em phải lưu ý cái vấn đề này đó. Nếu mà em thấy những cái đoạn đường nào mà ngập quá thì tuyệt đối mình sẽ đi cái đường khác hoặc là dừng chờ luôn đó, mình phải quan sát đường xa ha đó. Nhớ ghế là em xin vô lăng đi, như thế nào được ok chưa, vô lăng chỉnh chỉnh đèn đúng không anh, nằm đây nè đúng không, ở dưới cái cặp xe này đúng rồi. Ok á, nên là nhớ là mình bấm, em nhớ ghế bằng cách là em bấm M bấm 1, bấm nó sẽ bấm 1 luôn đó, nó khi cái bíp lên thì nó đã nhớ cái vị trí của em rồi đó. Khi mà em lên xe mà em người khác lên, chẳng hạn như bà xã em lái đi chỉnh cái ghế khác, thì em chỉ việc lên em bấm số 1 em giữ luôn, thì những cái mà em vừa mới chỉnh á nó sẽ trở về đúng như là cái ban đầu em đã nhớ ha. Em đang đi tính đi coding nó lại cái của thằng JT á. À, cho nó AMC. Dạ, cho nó hiện thành nhiều thông tin hơn xíu. Cảm ơn anh hỗ trợ tụi em rất là hết mình. Vừa rồi thì Di mới bàn giao xe C300 AMG cho Ngân cũng như Phương Anh xong. Thì rất là cảm ơn hai vợ chồng, bởi vì là từ ở dưới Biên Hòa lên tận đây để nhận xe, cũng như là bằng video clip này Di xin chúc cho Ngân cũng như Phương Anh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, cũng như là an toàn trong suốt quá trình sử dụng xe Mercedes-Benz này. Thì cái lễ bàn giao xe của Di ở showroom thì cũng rất là đơn giản, cũng như là rất là đơn giản, coi như là gần gũi thôi, chứ cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm ha. Thì nếu anh chị và các bạn nào đó mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di, số điện thoại của Di là 0914653979. Nếu các anh chị thấy clip mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như những cái chương trình khuyến mãi từ Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha.